Hello everyone, chúng ta quay trở lại với chương trình tiếng Anh lớp 6 Right On và tiếp tục giải sách bài tập workbook. Đằng sau bài số 3 chúng ta sẽ có một cái bài Skill Practice B nhé. Rồi chúng ta làm bài 136 phần reading. Read the text, mark the headings A to F to paragraphs 1 to 5. There is one heading you do not need to use. Rồi ok, chúng ta vào bài. Hôm này bây giờ này teen athletes là vận động viên tuổi teen, ok, name là Ben Davis, nationality là quốc tịch American, người Mỹ nhé. Occupation, nghề nghiệp là gì, là học sinh và là vận động viên. Sports là thể thao gì, bơi lội, swimming là bơi lội. Chúng ta đọc. Ben Davis là một nhà vô địch bơi lội với rất nhiều huy chương, medal là huy chương. Bố của anh ấy tên là Mark Davis, là vận động, là huấn luyện viên của anh ta. Cái từ coach này là huấn luyện viên này, huấn luyện viên, coach là huấn luyện viên. Mẹ của anh ta tên là Mary, là người quản lý, manager là người quản lý. Anh trai của anh ấy cũng là một nhà vô địch bơi lội luôn. Sang đoạn 2, Ben thức dậy vào lúc 7:30 và ăn sáng. Sau đó thì anh ta sẵn sàng đi học nha, cho bài học. Và buổi chiều thì anh ta thực tập luyện, cái từ practice là tập luyện với bố của anh ấy. Và buổi tối thì anh ta làm bài tập về nhà. Rồi xong đoạn 3, Ben không có đi học thường xuyên, Ben không có đi học đều đặn. Anh ta học ở nhà với anh trai. Anh ta tham gia các lớp học trên Internet. Xong đoạn 4, Ben không có tập luyện ở phòng tập, trên là tập luyện. Ben không có tập luyện ở trong phòng tập. Rồi anh ta tập luyện ở nhà trong một cái hồ trong vườn. Anh ta có hai cái phiên, cái này dịch là hai bài, hai phiên tập luyện, mà một phiên là gì, là 1 tiếng rưỡi nha. 1.5 hours là 1 tiếng rưỡi đó, và hai phiên vậy thì một ngày nó tập 3 tiếng đó, nó bơi 3 tiếng. Ok, sang bài số, sang đoạn số 5, khi mà Ben không có tập luyện, when Ben doesn't have training, thì anh ta thích đi câu cá, he enjoy fishing, anh ta thường chơi video game nữa. Rồi quan chúng ta coi này, chúng ta có tất cả là A B C D E F này, cái đề mục mà chúng ta đưa vô từng đoạn là từ đoạn 1 tới đoạn 5, và có một cái là khâu là phụ đó. A, learning online, học online thì nó sẽ nằm ở trong cái đoạn 3 này, 3A. Rồi câu B, một cái gia đình nhà, một cái gia đình truyền thống thể thao, thì a sports family bỏ vào 1B. Exercise program là gì, là chương trình tập luyện. Chương trình tập luyện thì nó nằm ở trong cái đoạn 4C. Rồi D là lịch trình hàng ngày, những công việc hàng ngày, daily routine, nó sẽ nằm ở trong đoạn 2D. Và cái đoạn số 5, thời gian rảnh làm gì là F, 5F. Và phần 6, môn thể thao phổ biến thì không có nói tới và không bỏ qua. Sang cái bài số 2, bài số 2, đọc lại bài test này và xem câu nào đúng sai, right là đúng và wrong là sai. Ben có rất nhiều giải thưởng cho bơi lội. Ben has a lot of award for swimming, là đúng, là true, và ở đây mình viết là R nhé, right. Ben, mẹ ha, mẹ của Ben, Ben mum, mẹ của Ben là huấn luyện viên, là sai, ở đây bố của nó mới là huấn luyện viên, mẹ nó là nhà quản lý. Vậy thì ở đây là W, wrong. Câu số 3, anh ta đi tới trường trung học cơ sở bình thường như bao người khác là sai, anh ta học online trên mạng nha. Câu số 4, anh ta làm việc ở phòng tập mỗi ngày là sai luôn. Câu số 5, anh ta huấn luyện 3 tiếng đồng hồ mỗi ngày là đúng. Ben, sở thích của Ben là đi câu cá là đúng luôn. Vậy là 1 đúng, 2 sai, 3 sai, 4 sai, 5 đúng và 6 đúng. Sang cái bài số 3, chúng ta khoan A, B, O, C nè. Mark Davis là cái gì của Ben? Mark Davis. Mark Davis, chúng ta đọc xem Mark Davis là ai. Ok, Ben Davis là thằng cha này, còn Mark Davis là bố của nó. Vậy thì chúng ta khoan vào câu, ở đây có bố mà là huấn luyện viên, câu A. Câu 2, Ben học ở đâu? Câu A, một ngôi trường bình thường. Câu B, một những cái lớp học buổi tối. Câu C, tại nhà là đúng nha, câu C nha. Ben huấn luyện 2 tiếng một ngày vào buổi sáng, 2 lần một ngày. Chúng ta phải chọn là 2 lần một ngày. Và 3 tiếng chứ phải 2 tiếng. Đây, 2 lần đây. Và 1 lần là 1 tiếng rưỡi nha. Vậy thì là 1A, 2C và 3C. Đây là bài 1 trong 36 của chúng ta.